Ngày 4 tháng 4, cùng với việc đề nghị truy tố 53 bị can, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tội môi giới hối lộ. Theo kết luận điều tra, để được cấp phép phê duyệt các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về Việt Nam cách ly phòng dịch COVID-19, bị can Lê Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc doanh nghiệp trên, đã liên hệ gặp gỡ đưa hối lộ cho nhiều cá nhân. Khoảng cuối tháng 1 năm 2022, bị can Hằng gặp bị can Nguyễn Anh Tuấn tại nhà riêng của Tuấn để trình bày sự việc và nhờ bị can Tuấn tìm mối quan hệ giúp đỡ, lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Do có quan hệ quen biết từ trước và biết Hoàng Văn Hưng giữ chức vụ trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, nên bị can Nguyễn Anh Tuấn gọi điện hỏi về trường hợp của bị can Hằng, Sơn và được Hưng cho biết đang thụ lý vụ án này. Theo kết luận điều tra, do nhận thức được Hoàng Văn Hưng có đủ điều kiện để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự, nên bị can Nguyễn Anh Tuấn đã tổ chức cho Hằng gặp Hưng 3 lần tại nhà Tuấn. Tại các lần gặp giữa ba người Tuấn, Hằng, Hưng, Hưng đã thống nhất hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo để đối phó với cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Hằng đã đưa cho bị can Tuấn 200.000 đô la Mỹ để Tuấn đưa trước cho Hưng. Từ tháng 3 đến khoảng đầu tháng 9 năm 2022, bị can Hằng nhiều lần đến gặp bị can Nguyễn Anh Tuấn, đưa cho bị can Tuấn tổng cộng 1,6 triệu đô la Mỹ để lo cho Hằng và Sơn theo yêu cầu của Hưng thông qua Tuấn. Giai đoạn từ tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2022, mặc dù đã nhiều lần Hằng đưa tiền cho bị can Tuấn để Tuấn đưa cho Hưng cứu Sơn, nhưng Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng vẫn bị triệu tập lấy lời khai về việc đưa tiền cho Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Tiến Thân, nguyên là vụ trưởng và chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ. Bị can Hằng nhờ bị can Tuấn tổ chức cho gặp Hưng để tìm cách giải quyết. Tại nhà của bị can Tuấn, Hưng đã hướng dẫn để bị can Sơn khai lại với điều tra viên. Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ vị trí trưởng phòng phòng điều tra sang giữ chức vụ trưởng phòng phòng chính trị hậu cần Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Từ đó Hưng không còn bất kỳ chức trách nhiệm vụ quyền hạn gì trong việc điều tra xử lý đối với vụ án chuyến bay giải cứu. Nhưng Hoàng Văn Hưng vẫn tiếp tục liên lạc trao đổi với bị can Nguyễn Anh Tuấn, nhiều lần gặp Hằng tại nhà Tuấn để trao đổi nội dung, diễn biến điều tra vụ án liên quan đến Hằng và Sơn. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn khai đã nhận của Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 61 tỷ đồng, gồm 11 khoản chia làm 13 lần. Trong khi đó, bị can Hoàng Văn Hưng khai không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Hằng và Tuấn. Cơ quan an ninh điều tra có đủ căn cứ xác định, trong vụ án bị can Hằng Sơn đã đưa hối lộ, bị can Nguyễn Anh Tuấn đã môi giới hối lộ, bị can Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 800.000 đô la Mỹ, khoảng 18,8 tỷ đồng. Chiều ngày 4 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tên là BQ, 45 tuổi, tử vong tại trụ sở làm việc của ngân hàng SHB Phú Hội, thành phố Huế. Cụ thể, vào đầu giờ chiều ngày 4 tháng 4, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng này tá hỏa khi phát hiện ông Quy đang trong tư thế treo cổ trong phòng làm việc. Mọi người nhanh chóng đưa ông Quy đi cấp cứu, nhưng bệnh viện xác nhận ông này đã tử vong. Trưa ngày 4 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình đang được Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Hiệp Nam và lực lượng liên quan khác tiến hành điều tra. Theo đó, cháu K, nam, sinh năm 2021, gửi tại nhóm giữ trẻ mặt trời nhỏ, địa chỉ 34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 4, chị D, trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, gửi cháu tại nhóm trên. Đến 15 giờ 20 phút sau giấc ngủ trưa, cô giáo gọi cháu nhưng không thấy dậy mà có biểu hiện tím tái nên đã gọi cho cha mẹ đến đón. Gia đình sau đó đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, rồi chuyển viện qua Bệnh viện Phụ Sản Nhi, quận Ngũ Hành Sơn, nhưng cháu đã tử vong. Cũng theo ông Lịch, hiện đã cho tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ mặt trời nhỏ từ ngày 4 tháng 4 để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong khi được trông giữ tại đây. Ngày 4 tháng 4, Công an Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Trung, 18 tuổi, quê Hậu Giang, bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người. Theo đó, vào tháng 4 năm 2021, do mâu thuẫn cá nhân,
Trung cùng một số đối tượng đã dùng cây, ống tiếp sắt đánh chết một thanh niên tại khu vực thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Hậu Giang ra lệnh truy nã đặc biệt. Tối ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trung tại một quán nhậu ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Chiều ngày 4 tháng 4, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể học sinh B, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Huế cho gia đình lo hậu sự. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 4 tháng 4, trong giờ ra chơi tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, em B và một học sinh cùng lớp xảy ra xích mích và xô xát, khiến em B bị thương phải đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Huế cho biết, sự việc vẫn đang được công an xác minh điều tra làm rõ. Trước mắt, phía Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Huế đã cử đoàn công tác đến thăm viếng, động viên gia đình cháu B. Chiều ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 9 giờ 30, người dân ở ấp nước mặn xã Hưng Hội phát hiện lửa bốc lên tại kho chứa rơm, khoảng 240m2 của ông Trần Đa Phon. Lửa sau đó bén nhanh làm hàng ngàn bó rơm bên trong bốc cháy dữ dội. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 3 xe chữa cháy đến dập lửa. Người dân và dân quân tự vệ cũng tham gia chữa cháy với hơn 100 người. Sau gần 4 giờ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng thiêu rụi hàng ngàn bó rơm. Ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Vào trưa ngày 4 tháng 4, tại cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng. Thời điểm trên, người dân xung quanh cửa hàng tiện lợi nghe tiếng kêu thất thanh của các nhân viên bán hàng. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một người đàn ông, người đầy máu, đẩy cửa bước ra. Lực lượng công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường và xác định có một người phụ nữ đã tử vong, nạn nhân tinh tê. Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên bán hàng tại cửa hàng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Võ Phi Hậu, trú tỉnh Bình Định, khi đối tượng này đang trốn trong một con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sĩ, thành phố Quảng Ngãi. Được biết người đàn ông gây án là chồng cũ của nạn nhân. Nạn nhân và Võ Phi Hậu đã ly hôn khoảng một năm qua. Thời gian gần đây Hậu có liên lạc với chị T, yêu cầu quay lại, nhưng chị không đồng ý. Ngày 4 tháng 4 liên quan đến hàng loạt cây nhội mới được trồng trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài quận Đống Đa, Hà Nội, nhưng đã phải nhổ bỏ để thay thế cây khác do có dấu hiệu khô héo, không có khả năng phát triển. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu do điều kiện thời tiết tại thời điểm trồng chưa phù hợp và thổ nhưỡng không ổn định nên dẫn tới hàng cây có biểu hiện khô héo. Trước sự việc trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Đống Đa đã chỉ đạo đơn vị thi công nhổ bỏ hơn 100 cây bị khô héo và thay thế bằng những cây nhội khác tươi tốt hơn. Ông Nguyễn Việt Cường cũng cho biết số lượng cây phải nhổ bỏ này trước đó mới tạm bàn giao và còn trong thời gian bảo hành nên không gây ảnh hưởng tới ngân sách. Ngày 4 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, chưa nắm rõ thông tin công an tỉnh này và các ngành địa phương sẽ huy động 400 người dân thử tải cầu bộ hành trong dự án cầu Nguyễn Thái Học. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã yêu cầu các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên báo cáo cụ thể, rồi sẽ thông tin với báo chí. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh An Giang đã có văn bản số 1213 trên CAT-BC03 về việc phối hợp hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học. Theo đó, dự kiến vào ngày 5 tháng 4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải. Để việc giám định đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên phối hợp huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố Long Xuyên để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5 tháng 4. Cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước vào ngày 4 tháng 4. Trước thông tin này, nhiều người dân ở thành phố Long Xuyên tỏ ra khá ngạc nhiên, thậm chí cho là thông tin bịa đặt. Bởi theo ý kiến người dân, việc thử tải kiểm tra chất lượng công trình có hàng trăm cách khác nhau, thay vì huy động người dân đi bộ qua cầu.